Kem trộn là loại kem làm trắng da cấp tốc được pha trộn từ nhiều thành phần khác nhau, thường được một số chị em phụ nữ lựa chọn sử dụng với mong muốn đạt hiệu quả nhanh chóng. Cái người bán họ nói với em á, trong cái hũ đó đó là nó chứa thành phần trị hết nè. Nó trị mụn được nè, nó trị nám được nè, nó trị thâm, nó trị sạm, rồi nó chống bắt nắng, rồi nó dưỡng ẩm cho da, nó làm da kích trắng da. Ban đầu khi sử dụng kem trộn có thể khiến làn da trắng đẹp lên, nhưng hậu quả về lâu dài khó có thể xác định được và thậm chí làm tổn hại nặng nề đến da. Cởi ra, đồ sao nóng quá vậy nè? Cởi ra cho chị coi coi. Em không tiếp xúc với ánh nắng được rồi. Vậy chúng ta cần làm gì để chăm sóc da đúng cách? Hãy cùng lắng nghe những thông tin sức khỏe hữu ích đến từ bác sĩ Tô Lan Phương và diễn viên Mỹ Hạnh xoay quanh các vấn đề liên quan đến kem trộn trắng cấp tốc. Đẹp là phải đẹp từ bên trong ra. Thì khi sức khỏe khỏe thì cái da nó cũng khỏe. Bạn khỏe không? 19:35 thứ Hai ngày 26 tháng 12 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị và các bạn đón xem.